Kính thưa quý vị, cái chi tiết của cái vấn đề ông Fauci là một CDC, tức là cơ quan phòng ngừa dịch bệnh, khuyên dân chúng Mỹ đừng ra khỏi cửa trong cái mùa lễ tạ ơn này. Và ra lệnh cho mấy thống đốc của dân chủ lập ra curfew, như là Gary Newsom lập ra curfew ở Cali. Nhưng mà quý vị thấy dân chúng có nghe không? Không. Dân chúng Mỹ bây giờ nó coi đảng Dân Chủ là trẻ con, không đáng kể. Bởi vì thật cho chúng nó là trẻ con thật. Nó ra lệnh cấm người ta không được đến đám đông thì nó đến. Như thằng Gary Newsom đưa cả vợ cả con. Rồi Andrew Cuomo cũng đưa cả vợ cả con. Rồi thống đốc New Jersey cũng thế. Rồi thằng Anthony Fauci cũng vậy. Thì dân chúng là sao nghe chúng nó được? Ở California trong thứ bảy vừa rồi, quý vị biết tại sao không? Nửa đêm 12 giờ đêm dân chúng còn tràn ra đường ở Huntington Beach, mà tôi đã thưa với quý vị đó. Họ tràn ra đường để làm gì? Hai điều. Thứ nhất, chống lại cái lệnh của Gary Newsom, nói rằng là bệnh tật lan tràn, họ không thèm nghĩ đến. Bằng chứng họ đi ra biểu tình mà họ có đeo khẩu trang đâu. Ngay cả mấy bà, mấy cô người Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta cũng ra đường, cũng vẫn tuyên bố chúng tôi chống lại Gary Newsom. Còn Mỹ thì anh nói rất là nặng nề, nó chửi thề Gary Newsom. Rồi ông giám đốc cảnh sát ở vùng Orange County với lại ở vùng Cerritos nói một câu rằng là quý vị cứ việc đi, 10 giờ, 12 giờ, 3 giờ, cứ việc đi, chúng tôi sẽ không thi hành lệnh của Gary Newsom. Quý vị thấy chưa, mất mặt chưa? Làm thống đốc mà để cho cảnh sát trưởng nói rằng chúng tôi không bắt quý vị đâu, đừng nghe lời Gary Newsom. Rồi vẫn tiếp tục đi biểu tình và vẫn tiếp tục không đeo khẩu trang. Bằng chứng là cuộc biểu tình 12 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng, cảnh sát vẫn đứng đường. Mà có bắt ai đâu. Câu số 1. Câu số 2. Fauci nói rằng là cái mùa lễ năm nay nó sẽ là cái nguyên nhân để mà nó bành trướng cái bệnh này. Dân chúng không nên đi du lịch. Thì quý vị biết là bản tin mới nhất của công ty gọi là TSA. TSA là gì? Transportation Security Agency. Kiểm soát các người lên tàu bay ở các phi trường. Họ cho biết rằng hôm Chủ nhật vừa rồi, một ngày không thôi, mà đã có 1,5 triệu người đi lên phi trường ở Los Angeles. Và chờ ca tụng một câu rằng là dân chúng vẫn đi du lịch rất đông. Chưa bao giờ có một cuộc du lịch đông như lần này. Trong vòng ngày thứ bảy và Chủ nhật vừa rồi đã có 3 triệu người đi du lịch bằng đường hàng không. Và họ không đeo khẩu trang. Có người đeo, có người không. Và họ nói rằng là chúng tôi cần phải đi du lịch là vì đây là mùa tạ ơn. Truyền thống của Hoa Kỳ, mùa tạ ơn là mùa của mọi người về với gia đình. Bởi vậy cho nên đừng bao giờ mong dân chúng Mỹ không đi du lịch vào ngày lễ tạ ơn. Họ còn nói một câu rằng thật ra cái dịch Vũ Hán này là cái mồi của Cộng sản, Tàu Cộng, nó đưa ra để mà nó hù dân Mỹ, để cho nó làm gian lận cuộc bỏ phiếu. Quý vị thấy chưa, người dân Mỹ họ có ngu đâu. Cho nên mấy người dân chủ cứ tưởng là dân Mỹ ngu như là dân Tàu. Bằng chứng là dân Tàu bên đại lục bây giờ còn ngu chứ, mấy triệu thằng Tập Cẩm Bình nó đè đầu 1,400 triệu chứ. Có cái nước nào mà để cộng sản mà dân chúng mà không ngu đâu. Đại ngu. Ham sống sợ chết mới để cho thằng Tàu nó cai trị, mới để cho cộng sản nó đè đầu. Còn nếu không là những cái dân tộc nó có thông minh mà vẫn chịu là nó nghiệp chướng, nó nặng. Nói tóm lại, đảng Dân Chủ nó mất mặt. Lần này có gian lận được, có làm tổng thống, dân chúng vẫn không phục và họ sẽ nổi loạn. Bằng chứng là mấy ngày hôm nay, cả nước Mỹ xuống đường để mà binh vực Donald Trump.
những cái đoàn quân của người da trắng, những người quốc gia, họ vẫn thẳng thắn nói một Joe Biden một câu rằng khôn hồn thì nên sống một cách đàng hoàng. Dân Mỹ họ sẽ không bỏ qua. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa, đó là ông luật sư Lingwood vừa tuyên bố với báo chí rằng ông đã có 3 cái video sẽ đưa lên tối cao pháp viện. Cái video thứ nhất là vấn đề tham nhũng của tiểu bang Georgia, thống đốc và chủ tịch ủy ban bầu cử của tiểu bang Georgia đã công khai móc ngoặc với tụi Antifa và với tụi Black Lives Matter để làm loạn. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên tại sao tuần vừa rồi một tên da đen ở trong tổ chức Black Lives Matter là tên Kulos, y thị đã đòi Joe Biden phải bồi thường tiền cho Black Lives Matter, đem lại chiến thắng 60 triệu phiếu cho Đảng Dân Chủ. Có bao giờ trong lịch sử của nước Mỹ mà đi ra tranh cử lại bị đòi nợ không? Mà đòi nợ công khai nhé. Black Lives Matter bảo không có Black Lives Matter thì Joe Biden không có 60 triệu phiếu. Nhờ Joe Biden đã quỳ xin phiếu của Black Lives Matter 5 lần 7 lượt, cho nên Black Lives Matter đã đi vận động bỏ phiếu cho Joe Biden. Và bây giờ là đến lúc Joe Biden phải trả lại công lao cho họ qua những cái lời hứa mà Joe Biden đã có trước đây. Cho nên quý vị thấy rằng là Joe Biden bây giờ nếu mà làm tổng thống thì trả nợ nhiều lắm. Câu số 1, mấy ngày hôm nay Joe Biden đưa ra quảng cáo báo chí của Cộng sản của Hoa Kỳ này quảng cáo là Joe Biden đã lựa một cái tên gọi là phụ tá trước kia làm Bộ trưởng Ngoại giao, xong rồi lại lựa một tên phụ tá cho Obama làm Chief of Staff, rồi bây giờ lại tuyên bố lựa một mụ già và làm Bộ trưởng Tài chánh. Thì tất cả cái đó là ba khuynh hướng của Obama. Bởi vì quý vị biết rằng lần này Joe Biden ra tranh cử tổng thống không phải là lãnh đạo nước Mỹ, mà thật ra là bù nhìn. Cái người lãnh đạo nước Mỹ cũng không phải là Kamala Harris, chính là Obama. Cộng sản tàu nó muốn làm cho nước Mỹ loạn, cho nên nó dùng anh da đen. Một anh da đen bất tài, vô tướng, bất hạnh, đó là Obama. Tại sao tôi gọi là tên bất hạnh? Chưa có một tổng thống nào nói chuyện với nhân viên mà ngồi gạc chân lên bàn. Quá nhiều hình quý vị thấy ở trên Internet. Obama lúc thì gạc một chân, lúc thì gạc hai chân. Nhân viên da trắng đứng và nó ngồi và nó gạc chân lên. Có phải cái hành động khiếm nhã và thiếu giáo dục không? Vì nó ta đây nó bảo bây giờ da đen làm bố da trắng rồi. Cho nên nó không có tư cách và không có giáo dục. Đó là câu số 1. Một tên tổng thống da đen đứng chào cờ mà hai tay để dưới lỗ rốn. Tôi không muốn nói dưới tí nữa. Vậy mà Obama làm được. Một tên tổng thống mà không được cho dân chúng cầu nguyện. Trường học vứt đi lời cầu nguyện. Trước kia mỗi một buổi sáng con nít vô trường học từ tiểu học trở lên đều phải cầu nguyện, đều phải tuyên thệ trung thành với quốc kỳ Mỹ và hiến pháp Hoa Kỳ. Obama gạt. Chưa có một tổng thống nào, đây là tôi nói thờ Obama nha, chứ tôi nói cái tụi Black Lives Matter là cái tụi vô giáo dục. Nó đem đi, nó phá nước Mỹ, nó đem đi, nó giật các cái tượng của tổng thống, của các nhân vật lịch sử của Hoa Kỳ. Như là George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Andrew Jackson là những anh hùng vĩ đại của nước Mỹ. Nhờ có những người đó giờ này chúng ta mới có một nước Mỹ đẹp đẽ tuyệt vời như thế này. Nhưng mà Obama ra lệnh vứt những cái bức tượng 10 điều răn ở trước cửa tòa. Obama ra lệnh vứt những cái biểu tượng của tôn giáo.
những cái tượng thánh giá ở trên núi ở công cộng, Obama ra lệnh vứt. Obama ra lệnh cấm học sinh cầu nguyện. Obama ra lệnh cấm ở trong tòa bạch ốc không được cầu nguyện, nhưng lại cho quỳ một ngày 5 lần để mà cầu nguyện theo Muslim là Hồi giáo. Quý vị thấy chưa? Obama ra lệnh tự do đồng tính luyến ái, nhà cầu hai cái bây giờ phải xây thêm cái thứ ba cho người ta chuyển giống. Quý vị là đàn bà, quý vị có tin tưởng một người đàn ông chuyển giống cũng là đàn bà đi vào trong nhà cầu với quý vị không? Nhưng mà Obama làm được. Những điều tôi nói là đã có xảy ra, không phải lý thuyết. Chưa, Obama còn ra lệnh làm cái Obamacare. Chính phủ mỗi một năm phải trả 500 triệu đô la cho các công ty bảo hiểm. Cho nên nói tóm lại, Obama phá hoại nước Mỹ từ A tới Z. Và đến giờ này, chúng ta phải công nhận rằng Thượng Đế thương yêu dân Mỹ mới có Donald Trump hy sinh cuộc đời, giống như Việt Nam Cộng Hòa có một Ngô Đình Diệm. Nhưng mà dân Việt Nam mình nghiệp chướng, ít phúc, ác, thâm độc. Cho nên Ngô Đình Diệm bị giết một cách oan uổng, đưa một tên súc sanh vào chùa ngồi với Đức Phật Thích Ca mà cả nước không dám lên tiếng. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.